và thử minh khả quan, mà con thấy hai câu về thầy tôi con quá là xúc động, thưa quý vị muốn rơi nước mắt luôn. Con đọc hai câu cho quý vị thôi, tại vì không có thuộc hết nha quý vị. Thầy tôi áo rách, áo vá rách vai, áo vá rách vai, mà y nhẫn nại. Đẹp hoài ngàn năm đó, chú phụ của ông ngài đã viên tịch mà thầy viết cái bài thầy tôi, con mới nhớ hai câu mới đọc ngoài trước thưa quý vị. Thầy tôi áo vá rách vai mà y nhẫn nại, đẹp hoài ngàn năm. Thưa quý vị, ai cũng có thầy bổn sư đúng không? Ai cũng có thầy bổn sư. Thầy bổn sư đại diện cho Tam Bảo, truyền Tam Quy ngũ giới cho chúng ta. Tuy nhiên, tất cả chư tăng ni, xuất gia học đạo, giữ gìn giới luật đều là thầy của chúng ta. Và chúng ta đều cung kính, bình đẳng. Không riêng gì thầy của mình. Đúng không quý vị? Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta niệm Phật mấy câu để chờ ban thỉnh sư thỉnh ôn ra giảng cho chúng ta nha quý vị. Rồi bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô con kính mời đại chúng mình đứng lên để cung đón Hòa Thượng Thân Tòa Thuyết Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Đại Bảo Trang Nghiêm Đạo Hiền Thích Thái Siêu. Đệ tử chúng con cung kính đảnh lễ ngài. Kính bạch ngài, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Đệ tử chúng con đầy đủ phước duyên phân tập về đây tại đạo tràng khóa tu tìm về ánh đạo, trường trung học James Lick High School, thành phố San Jose, thung lũng Hoa Vàng, miền Bắc California, Hoa Kỳ. Chúng con lắng lòng nghe, khát khao ngưỡng mong được tắm gội trong dòng suối pháp vi diệu vô lượng vô biên của chư tôn đức, đặc biệt hơn hết là lòng từ bi lân mẫn Quan Lâm, không quản ngại đường xá xa xôi, thời gian quý báu, Phật sự đa đoan, tuổi cao sức yếu, ngài đã từ bi hoan hỷ Quan Lâm đạo tràng cho chúng con được thêm ấm lòng thắm tình đạo vị. Giờ này đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh, thân khẩu và ý đồng hướng về mười phương chư Phật, chúng minh hướng về ngài giảng sinh, ngưỡng mong ngài từ bi hoan hỷ hứa khả ban bố cho chúng con một thời pháp dụ vi diệu. Nam mô Chứng Minh Sinh Bồ Tát Ma A Ta. Chắp tay niệm Phật. Nam mô tiếng Việt đây. Thầy có bản Di Đà bằng tiếng Anh đây. Thầy có bản Di Đà bằng tiếng Hán đây. Và có bản tiếng Phạn thầy thuộc lòng cũng lại hết rồi. Nãy thầy có nói thầy tâm đạo, thầy nói trong chương trình là 10 giờ thầy giảng. 10 giờ 15 giờ đó phải không? Thầy lóng xong thầy nửa tiếng giờ thầy lóng xong lại.
khi mà còn thầy còn ở điệu đó, thầy học cái câu này mà thầy nhớ hoài thì khi còn ở điệu mới ở chùa đó, một thời Di Đà ăn tới già không ấy. Đó, một thời Di Đà ăn tới già không ấy, thầy nghĩ đó. Hồi xưa mình biết có thời Di Đà là thời gì đâu, có biết gì thời Di Đà mà tới phải ăn tới ăn gì mà tới già không ấy. Mà giờ mình thầy già là đúng như thế. Chư tổ nói một thời Di Đà ăn tới già không ấy, mà còn dư giả nữa là khác nữa. Theo thầy thì kinh Di Đà đây này, thì nó không chính xác lắm, không chính xác. Nói về có thể là nói về kinh thì luật của Phật đặt kinh đó, thứ nhất là đặt tên kinh, lấy tên người đặt kinh, tên này tên đặt kinh, ví dụ như kinh Di Đà, kinh Địa Tạng là tên một vị Bồ Tát, tên vị Phật là tự tên kinh đó là tên. Thứ hai là lấy pháp, ví dụ như thứ ba là lấy dụ, ví dụ như kinh Kim Cương. Kim Cương là cái gì? Hột xoan. Kinh hột xoan cái gì đâu, Kim Cương mà nói cho đẹp kinh hột xoan. Nó thấy nó cần là lấy cái ví dụ đó. Đó, cái này là tên kinh. Còn kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp là gì? Diệu pháp là Diệu Pháp Liên Hoa. Chứ Liên Hoa này là cũng cái dụ, dụ hoa sen ở không biển trong cái bùn bùn, không có tanh bùn bùn. Mà những đó là diệu pháp. Nó tóm lại là được vừa kinh nó vừa lấy tên cái dụ pháp luôn. Ví dụ là Đại Phật Đảnh, như Đại Phật Đảnh như tụng kinh, Đại Phật Đảnh như mặc nhân tu chứng liễu nghĩa như Bồ Tát và hành thủ Lăng Nghiêm Thần. Kinh đó là một chín chữ đó, là lấy được một cái pháp môn tu định mà đặt kinh. Đó, nè. Còn kinh Di Đà này đó, thì thế thì lấy cái tên mà đặt kinh. Và bản gốc của nó là gì này? Bản gốc của nó là bản gốc từ tiếng Phạn đó. Xuân Kha Ba Tì. Vật thì Xung Kha này mình thường thấy chữ Xung Kha, Xung Kha là cổ, còn này là lá. Đó, nhớ là Xung Kha Vật thì Vật thì cái là thành phố, là quốc độ. Đây là đúng ra nó là cực lạc, cực lạc độ. À, cực lạc đó, cực lạc độ này đó, cực lạc cái độ này, Vật thì này nó cực lạc độ. À, đúng là bản thân như thế. Nhưng mà người ta thấy lấy cái nội dung của ngài kinh A Di Đà mà làm cái chuẩn thì ở trong kinh giải nghĩa A Di Đà là gì, để làm được giải thích không? Ở nó bằng tiếng Phạn nó là A là không nè. Quý vị sẽ thấy ở chữ Tứ Tào nó có nhiều chữ phủ định lắm, chữ bất là không, chữ vô là không, ha, chữ phi là không, mà những chữ không là nó mình nói vậy chứ không, nhiều chứ không, mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo văn ngữ mà dùng chứ phủ định như thế. Phủ định như thế nên nhiều có lần mấy vị thường thường là bác bất trung đạo đó. Đó, bác bất trung đạo, bác này bác bất trung đạo. Đó, thì nó thì dùng chữ phủ định là chữ bất, thằng nó phi nhân cách, phi đạo đức, chữ phi chứ không phải là vô nhân cách, là bất nhân cách không phải, nó tùy theo cái chữ mà dùng đó. Bây giờ để nói là nó lại Su Khao Tiên đúng ra đó là tịnh độ hay là cực lạc độ, đúng như tinh thần của mình kinh như thế. Chứ tại sao gọi là cực lạc độ? Thì ở trong cõi đời này đó, thì trong kinh Di Đà có là ngũ trược ác thế đó, ngũ trược, à, ngũ trược ác thế quá trời quá đất như thế này, à, ngũ trược thế từ đây mới ngược lại tới đây này mới mới cực lạc này. Thường thường cái khổ là đu kha là khổ. Chứ đu kha là khổ đây, là chứ ngược lại chứ su kha là lạc đó, nó cực lạc quá cực được đó, thì nó là cõi tịnh độ, cõi cực lạc. Nhưng mà nói thì nói như thế thì mà nói về chính xác á, ngữ nghĩa nó chính xác thì dịch chữ là cõi, là cõi cực lạc. Mà thông thật nói là cực, nói cho cực lạc là quá, cực lạc là rất lạc, cái là nó không có chứ đó, mà cái đề tài đó không phải có chữ lạc mà thôi, chứ không có chữ cực. À, mình nói nếu phân tích từng ly từng tí nó phải như vậy mới đúng. Mà trong kinh bất cứ kinh nào này đó tiêu chuẩn của kinh đó, bây giờ nhớ nè,
từ những vô kinh nó mới có được 6 trường hợp như thế này. Ví dụ như hồi xưa hồi nãy hồi qua nó là bác gì là hôm qua giảng trên đề tài gì quên mất, người ta nói là quên ta ta phát vấn cái nội dung của kinh là ta phát vấn đó, rồi nói kinh sư tu tập là khác, gần qua tu người mất thì cũng có ta mà khác, mà kinh thì khác, ta phát mà bất cứ cái đề kinh nào của Phật phải qua luật chúng thành tựu. Nếu không có kinh, không có luật chúng thành tựu, không phải cái kinh. Tại sao vậy? Cái là như thị ngã văn như thời Phật tại sao vất, nó gọi là luật chúng thành tựu. Bất cứ kinh nào vậy cũng nhớ nha, gọi là luật chúng thành tựu. Cái khăn đâu con? Giấy đi. Trời đất nữa, ông lấy giấy cái chùa này, ông chùi ông bàn nữa, ông cứ... Ông viết cái này, thầy không có tàu phóng mà thầy đọc lên cười. Sẵn đây nó luôn, người giáo dục thì ông thầy giáo lấy gì mà chùi bản. Lấy cái tay nào chùi bản? Tay trái. Học sư phạm phải nói gì, kỹ sư này. Lấy tay trái nó chùi cái này. Lát nữa quên quá đó, ông lấy chùi bản chùi cái này. Học trò với nó cười. Rồi cười nó không dám được. Học sư phạm nó thấy vậy đó. Bây giờ thôi ông chùi tay trái, nó đứt tay mặt đi. Ở sẵn đây, lấy tay đấy. Cầm bản kinh để đây phải không? Để trước ngực phải không? Chứ không phải kẹp cái tao chịu không nổi đâu. Kinh gì nha. Thế ông đi lên ông để như nè. Để trước bên này, cái tim mình, cái tim Phật là một. Chứ không phải thấy Phật tử chấp tay mình đây, chấp tay. Trời, phải Phật chỉ đạo nó cho là tao ngột quá, tụi bé. Mà hôm chưa tắm nó tao chịu không nói nữa chết. Cẩn trọng vậy đó nha. Thật sự học từng ly từng tí vậy đó. Nhớ là đừng có lấy kinh mà xá cho ai cũng được xá. Ở trong này có hình Phật. Mình xá thì mình xá, mình dày thì xá. Nhưng mà Di Đà Phật nhận cũng được. Trong này có một hạt nữa. Mà chết có tàu rồi nha. Đoạn đó. Đó có nghĩa là mình thấy là lục chủng thành tựu. Đó là sáu cái cách mình. Bất cứ kinh nào cũng Phật cũng vậy đó. Mình lục chủng thành tựu, nhớ nha, không có kinh Phật thành tựu. Nhưng mà giả dụ như kinh trích đoạn, giả dụ như kinh Di Giáo cũng là kinh giáo là trích đoạn. Giả dụ kinh Di Đà đó, rõ ràng là nó có lục trích đoạn, kinh Ngã Văn có lục chúng thành tựu thì ghi. Làm anh thấy có bài bản. Đó thì bất cứ cái nào của Phật vậy cũng có phải qua trải qua sống này, này. Thứ nhất là tín này, thứ văn là văn này, rồi thứ hai là thời này, thứ ba tư là chủ này, xứ này, chúng này. Đó thì đó mới gọi là kinh của Phật được, phải có 6 điều kiện đó. Ví dụ như mà như thị ngã văn á, tiếng Phạn là e văn su tâm. E văn này, e văn tức là như thật như này. Chính xác tôi nghe Đức Phật nói giờ là tín, không có nghe ai khác hơn là tín á. Văn su tâm cái là chính tôi đây nè. Nếu mà khi mà nó chụp nó đụng rồi nó đúng ra là chính con nghe như vậy này. Chỉ dùng chữ su tâm có nghĩa là chữ ai, nhưng ai chữ ai này có nghĩa khi là con là con, là cháu cũng được, nhưng mà đúng ra phải gọi là chữ con. Vì sao? Vì cái tập kinh điển đó ngài A Nan mới tụng lại lần đó, mà ngài A Nan mới
đâu có ngày mấy ngày kia phải liền với con nghe như vậy, nhưng mà dịch nó là con nghe như vậy, đích thực dịch nó là chính con nghe như vậy, chính con nghe chứ không ai nghe cả, đó đúng là cực kinh. Đó là có nghĩa là tiếng cái là chính xác như này, mà có những cái kinh gọi là vị tạng hữu kinh đó. Và ví dụ như thật sự có những kinh đó, ví dụ qua nó bài kinh Tam Bảo Đức Phật không dán cho Phật tử nghe đó quý vị nha, nhưng mà nó nói mình dán nghe là phải cảm nhận ông cấp cô đồng. Còn nó có bài là vị tạng hữu pháp, vị tạng hữu thôi, nhưng mà chưa từng nghe nhưng mà sợ người sau đó không hiểu mà nó tầm bậy tầm bạ nó này, nên Phật dạy này chính con nghe con thấy như vậy, nhận mạnh ở trong kinh vị tạng hữu là bao giờ vậy. Giả dụ như kinh mà Phật Đản đi, ở trong kinh Đản là thầy chưa bao giờ giảng cho Phật tử đâu, chưa bao giờ giảng cho Phật tử bài kinh vị tạng hữu mà Phật Đản sanh không có, ở trong đại tạng có mà chưa bao giờ giảng cho Phật tử, mà chưa bao giờ giảng cho mấy chú nghe nữa, giảng cho mấy thầy thôi mà mấy thượng tọa thôi. Người ta sao vậy? Chỉ có niềm tin thôi, là chính ta nghe như vậy là thấy, ta đã nghe như vậy rồi ta thấy như vậy, chính Đức Phật nói như vậy này, nhóm mạnh như thế ba cũng nói, thật sự mình tin. Đó là thật sự, chỉ có tin thôi, thầy sư thầy tin gì đó, chứ mình không có lý luận, có những cái ngoài lý luận của mình cả, không có thể đọc được, phải tin thôi. Đó tiếng văn thờ, đúng ra cái thờ này đó theo thầy thì thờ thiếu sót một chỗ đó, nhưng thì các bạn nhất thờ cái một thờ nào đó, đáng lẽ là sau khi Đức Phật thành đạo 5 năm, sau khi Đức Tự thành là 10 năm, sau khi Đức Phật thành đạo mấy năm phải chính xác. Thật sự bây giờ nó kinh Di Đà, bây giờ nói một thời như thế, đúng một thời là nó có cái thời gian nó mà biết ngày nào thôi. Nhưng mà thấy kinh Đại Thừa với kinh Tiểu Kinh theo ra nó khác ở chỗ nhau chỗ nào. Cái hồi xưa là con nói thôi cả, mình thương lắm. Hồi xưa ở Linh A mình đi Linh Thú Sơn thấy không? Những người nông dân đó, phải ngày làm ngày cả đêm, rồi lên đêm mới khuya mới lên, mình lên Phật mà mình nghe cho Linh Thú Sơn mà lên đó đi bộ không ạ? Hay là Phật ở đâu thì đi bộ nghe, thì cái người nhóm này nghe chút rồi nhóm kia chút đến Đức Phật lặp đi lặp lại hoài, người mà không hiểu thì nó hồi Đức Phật nó luôn nó tối hoài chán quá không có được, mình nghe càng nghe nó càng thấm, mới thấy thương Phật. Tại sao Phật có nói như thế? Nhóm này nó nghe, nhóm kia nó nghe, nhóm kia nó nghe thì phải nói nhiều lần như thế, đâu có ghi chép ghi âm như bây giờ đâu bạn. Giả dụ cái nhóm này thì nói như thế này, nhóm kia nó có cũng nhóm thương thật thương mà nói là Phật thương 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 lắm, thương nên nói thì nói lại. Đấy, thưa Phật đã thờ đó, chủ cái là chính Đức Phật nói là hầu hết là kinh Đức Phật nói cả nha, không có kinh nào giáo dụng luận á thì có thể các vị Bồ Tát giảng dạy, mà kinh chỉ có Đức Phật nói thôi, không có ngoại ai nào có nói cả. Đã thờ là chính chủ là nữa thì xứ có nghĩa là chỗ nào, thì có thể là ví dụ như Vipassana đó, Đức quý vị nhớ thế cái gì này, kinh này á đặc biệt quý vị thấy là kinh này ta nói cho những người gì, người giàu có, người thông minh, người da trắng, người khỏe mạnh, người có tâm tu học, không phải kinh là nói tràn gian đà đâu. Chỗ này sư Phật nói kinh Vipassana đó, kinh là kinh quan trọng đó, sư Guru này ở đây và trong tháng là câu lâu mà nguyên chữ tiếng Phật hạng là Guru đó, sư là Guru. Mà Đức Phật nói nhiều kinh, giả dụ hồi xưa học bài đó trong này nói là đây là cái kinh duy nhất nè, để đến sự an vui nè, đến sự giải thoát nè, đến sự niết bàn. Rõ, nói gì nó rõ như thế. Nên mình phải học mình cái gì mà học kinh cùng luôn, cái là cái tứ niệm xứ đó, kinh nó quan trọng lắm. Đó. Mà kinh thuộc về thiền, mà cái kinh nào của Phật cũng là thiền cả. Thì mình thấy đó là ở trong đó nó phải lựa người thông minh nè. Mình thấy qua đó mới thấy người Ấn Độ ra cái điên á, người nhỏ mà đen, thầy qua đó thầy thấy hầu hết ở Nam Ấn, thầy nghĩ rằng Phật cách mấy ngàn năm trước thì bị lai thôi, lai người Pakistan hay là người Trung Đông hết, nên mấy người Trung Đông quý vị thấy không, râu ri gì thấy không, trắng to con, đó là người ra điên. Thật sự thầy có thấy là ở dưới đó thì thầy học tiếng Ấn Độ mà ở Bắc Ấn Độ thầy xuống, tại vì người Nam Ấn Độ nói thầy cũng không nghe, cũng hiểu, nói khác nhau có hơi cứ gần hơn 200 ngôn ngữ đó. Đó mình thấy là cái quyển kinh đó, kinh như kinh phổ thông chỗ nào người nhiều quyển kinh phổ thông nó cách cũng có một kinh đặc biệt là nói cho những người đặc biệt mà nghe. Giả dụ trong cái hội trường này mình có ngày hôm nay ngày vía Đức Phật Di Đà, mình chú trương nói ngày vía Đức Phật Di Đà là chính, ngoài ra nói lệnh đặt cái đề khác là không có đúng. Đúng mặc dù nó là kinh nhưng mà có đúng hoàn cảnh, nên bởi vậy mình thấy là hoàn cảnh là quan trọng, cái đối tượng là quan trọng.
cái tâm tư là quan trọng. Đó, như kinh Cu Lu là một. Bây giờ chúng nó nghe nè, chúng đó, có nghĩa là mình thấy ở đâu cũng vậy, có thính chúng nè, có cái chỗ vị Bồ Tát Xá Lợi Phất trưởng lão một người liên quan vân vân đó, đó thì đó có là đề hoàng chư thiên như thế này. Mà nó hồi nhỏ mình thấy đồ hồi ở Đinh Thú Sơn mà nó có chút xíu gì mà trong nữa, nó kinh quá trầu rất hằng hà xa số ngồi đâu. Bây giờ thầy nghĩ là có lý, thầy nghĩ có lý lắm. Thì bây giờ cái mình là phàm phu này, mình bị cái sức hút trái đất nó nặng, nó vẫn ngồi như thế này. Có những người đó ta không cần một phàm, ta vừa có khỏi phàm phu rồi ta ngồi trên không 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 được không? Được. Nên trên Thú Sơn quý vị lên Thú Sơn là thấy này, ngồi hàng ngàn người nó lớp lớp như thế này, tùy theo cái cấp bậc, tùy theo cái thần thông, tùy theo sự độ chứng của mình nó khác nhau chuyện đó. Thầy tin chuyện đó, hàng hà xa số như thầy tin chuyện đó. Thầy thật rồi, thầy tin mà có khoa học nữa. Như thầy nói có cái máy mà để đây mà tự nhiên lơ lửng như thế này, ví dụ mình thấy ra ngoài trái đất đó, mình thấy trái đất nó có gì nương tựa không? Không. Giả dụ mình con người ở đây thì bị sự hút trái đất đó, nhưng khi hiện ra nó bị lên đó, con người như miếng giấy thôi, lơ lửng như thế này, ngủ nó phải móc đầu này nó móc đầu kia, ngủ được không thì đập nó không ngủ được. Nó thầy tin gì đó, có nghĩa là mình khoa học mình yếu kém, hay là khoa học mình chưa đạt đến trình độ đó, mình thấy mình nhiều vết tin không có tin tưởng đó. Mình thấy là bất cứ cái nào đó cũng đãi sáu điều kiện này nè, nhớ đó. Một là tín, là quan, là thờ chủ, là sứ, là chúng này đó. Thì đó mình thấy là chúng rồi sau đó kinh nào cũng chia ra là ba phần hết cả. Thế nữa là mở đầu, rồi thông bài, kết luận. Bất cứ kinh nào vậy, bất cứ kinh nào cũng được. Bây giờ kinh Di Đà cũng vậy thôi. Như Thiện Giá Văn với Thọ Bậc Tài Sáu Lộ Bất Kỳ Thọ các một đọc viên ấy, được trưởng lão các một người liên lạc mật các ca giúp đó, vân vân, đó là mở đầu kinh. Nhưng mà quý vị sẽ thấy những cái kinh đó không có như Thiện Giá Văn đó. Ví dụ kinh Tứ Thập Nhị Chương, ví dụ kinh Đức Phật thì cũng có, ví dụ như mà ghét ai mình phun nước miếng như chẳng khác là mình phun lên trời, mình học trời cũng dính trời nước miếng thì dính rất mày vậy đó, thì vân vân đó. Không như mình cho người khác mà người ta khác nó là mình nhận đồ lại, đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương đó. Còn là sao? Còn Tứ Thập Nhị Chương đó là kinh 42 bài học. Có nghĩa là sao? Cái là nhu cầu cần thiết quá đi, giảng bài kinh, dịch bài kinh nó khó khăn quá, ta lựa những bài hay đó, lựa những bài hay đó ra nè để dạy dân chúng liền cái đó mà được Phật giáo đó. Thì đó cũng gọi là kinh, nhưng mà trích đoạn, không có cái tin. Mà nên nghe Tứ Thập Nhị Chương kinh thì cũng đúng, nhưng mà theo thầy thì không có đúng. Kinh trích giật, kinh trích dẫn thì đúng hơn, không đúng. Thế quý vị sẽ có cái thắc mắc này nữa. Đức Phật thành đạo đó là 35 tuổi, 35 tuổi mà A Nan nó gọi là khánh hỷ. Khánh hỷ nè, khánh hỷ thì khánh hỷ là khi Đức Phật 35 tuổi á, A Nan có 1 tuổi à, thì mới ra đời đó, gọi khánh hỷ đó. Rồi ta biết mình sẽ đặt câu hỏi tại sao mà kinh nào cũng như Thiện Nga Văn, như Thiện Nga Văn chính A Nan thế này con nghe, mà chính A Nan đâu có nghe được mà phải không? Quý vị thấy có lý không? Khi Đức Phật thành đạo là 35 tuổi, A Nan mấy tuổi? 1 tuổi. Mà Đức Phật đi truyền bá như thế này, tới Đức Phật nghe được ít ra là cũng phải là A Nan thọ tỳ kheo, ít ra cũng phải 20 năm sau, 20 năm tuổi mới thọ tỳ kheo. Mà thọ tỳ kheo đâu có gì cũng làm được, thì giả thì phải hai mấy năm nữa. Phải 25 năm nữa thì làm sao, 25 năm nữa thì làm sao những kinh Đức Phật nói trước đó làm sao A Nan nghe được? Phải không? Rồi hỏi câu nào tại sao gọi là Như Thiện Giá Văn, kinh nào cũng là Như Thiện Giá Văn, có lý không? Quý vị sẽ bác chuyện đó phải không? Phải vậy, thầy cũng bác chuyện đó, thầy nghi chuyện đó, thầy nói wow. Thế là một hôm đọc được câu nói, mình cũng ô mê quá đi. Khi Đức Nghị, khi mà Đức Phật chọn A Nan là mình thì giả đó nha, Đức A Nan đặt điều kiện. Điều kiện thứ nhất là những kinh nào mà con chưa nghe đó, xin Đức Tông nói lại con nghe. Ông nói yes sir. Thấy điều kiện lắm, nên bởi vậy là Như Thiện Giá Văn là xưa thì Phật có thể là Phật nói trong cái thánh chúng này này, mà A Nan lúc đó để chưa để, rồi nó Như Thiện Giá Văn thì láo làm sao được không được. Nhưng Đức Phật nói là A Nan đặt điều kiện cho Phật, và Phật được, rồi Đức Phật nên bất cứ kinh nào cũng là Như Thiện Giá Văn cả. Phải có lý không? Có là con mình nên học hỏi chuyện đó, chứ nhiều khi tôi đặt. Hai nữa là A Nan đặt điều kiện Phật cũng nghiệp ngã đó. Phật ăn này con không ăn đồ dư của Phật. Nó ra nó chừng, mày làm gì giả cái gì, giờ ăn chật cái tao làm. Thì Đức Phật cúng gì, Đức Phật cúng gì cũng cho Hòa Thượng thì ngon, cúng mấy chú mấy điệu đâu có ngon. Thì A Nan thì giả chật đã quá, cái này ăn đã quá, thì không có gì ăn mà. Thứ hai là Phật cho y con không lấy, chẳng vậy đó.
Nói anh chị cho nó chiều hôm này đi đi tu mà thầy chúng ta cũng học cho Phật hay Phật tốt lắm. Phật nó cho con này nó không, con không lấy. Kính dầu kèo rồi, ăn con không ăn, đồ dư của Phật không phải không ăn. Nhưng mà ta nói, những đời nó thị phi có không? Chẳng ít mà có to to chứ đâu, thiếu gì thị phi trong đây. Phải không có, không ăn đồ dư nữa, không mang y của Phật nữa. Mình thấy là Phật có nói lại cho con những gì mà con chưa từng nghe. Thật sự mình thấy thật khó học mà tâm thiết mình thấy phục cái chuyện đó đó. Nên thầy thấy nó rằng mình cái tin đó là có những kinh đó là thật sự làm nói là thầy tin đó là kinh Phật nói. Bởi Phật nói gì có tam có quán. Bây giờ những cái bài hay quá đi, thầy nghĩ rằng kinh đại thừa có thể thôi, cái đó không lộ Phật dạy. Mà thầy nghĩ là có những kinh Phật mà Phật sống có bốn mới coi từ khi thành đạo đến đó là nhập diệt thì theo có chỗ đó là 45 năm 49 năm mà khi Phật nhập diệt quá quay là 80 tuổi thì không thể nào cái kinh này Phật nói hết. Theo thầy thì có những kinh chư tổ nói nhưng mình không dám để tin đưa, mình thấy tuyệt vời quá, nhiều khi để tin Phật được không? Được, mà xin cho phép nó để như đó. Nhưng mà đặc biệt đó nha, kinh đó nói một thời có thể nói một thời có thể một thời tại đây, nhưng mà có thể 2 ngày 3 ngày hết thời kinh, nhưng mà lục á nó suốt cả một đời Đức Phật đây, lục không có tiếng ngã ba ngày nên lục Phật ở đây này, từ đây chúng ta thấu hiện như này không? Sau khi mà ta la xong họ đó, đến đây là hết rồi này. Đó, lục Phật đã nói luôn suốt trong mấy mươi năm liền thôi, mà kinh Phật thì nói dần. Nên đọc lục mới thấy khi mình chưa tăng tại thế đó không có lục gì cả. Nên trong kinh đó là pháp lập á, tệ sanh pháp lập a căn, nhưng cái tệ trạng nó sanh ra rồi pháp nó được lập ra. Nhớ cái điều này nó quý vị nghe, Phật không bao giờ chế luật trước cái chuyện đó cả. Nhớ, Phật không bao giờ chế luật ra trước cái này. Bây giờ mình sống thoải mái, sống lương thiện, thế này chế luật, chế luật ra làm chi? Ai à, cũng không vượt sanh đèn đỏ thì chế luật sanh đèn đỏ nó phạt làm chi phải không? Còn mình lướt qua, lướt lại, lướt qua, không thấy cảnh sát quẹt qua cái nữa. Mới chế luật ra, rồi quay kem ra, thì bằng chứng chứ làm sao không được. Đức Phật không có lời, tự giác là chính. Nên Đức Phật hồi xưa, Phật tại thế không công là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giao hết. Luật Phật nguyên thủy cái chừng đó mà thôi, không có cái gì đâu. Chư ác mà tác cái mấy việc nó đâu có làm ác đâu. Chúng thiện phụng hành, phụng hành tưởng tượng nó đang cũng tập cá mà. Bây giờ giả dụ hôm nay mình niệm Di Đà, mình lấy niệm Di Đà bây giờ. Quý vị niệm Di Đà cho ông thầy nhiều chuyện quá, tâm niệm bất chết còn niệm gì nữa. Mà không có đánh niệm rồi, nhưng mà niệm gì nữa, có nghĩa là không làm điều ác, cố gắng làm điều lành, giữ tâm hồn trong sạch, đó là Phật đầu tiên Phật dạy như thế. Và kinh Di Đà không phải là kinh đầu tiên, nhớ là kinh Di Đà phải kinh đầu tiên của Phật dạy đâu. Kinh đời của Phật dạy là kinh đầu tiên là kinh gì? Kiểu Pháp Luân. Hầu hết nó nói vậy, nhưng mà thầy thấy không có đúng. Bây giờ kinh gì, thầy thật sự đã nói là khi đó, trời, nó làm màng quá. Thầy cũng thấy thầy nói lang mang mà thầm kể nói lang mang nó vô gì nè. Bây giờ kinh Đức Phật dạy nó rõ là mình thấy đó, là mình thấy là kinh Đức Phật lần đầu tiên đó, năm em trường đồng như cái nhóm đó, không có anh năm anh em những cái nhóm này đúng hơn cái nhóm thôi. Bây giờ xa ngã bây giờ Đức Phật mới nói kinh gì đó, nói kinh đầu tiên, nói kinh là chuyển pháp luôn. Nhưng mà trước kinh chuyển pháp luôn là nói kinh gì? Cái gì? Ôi, sai rồi, cái truyền thống là sai. Trời, lát nữa kinh Di Đà luôn đi. Họ không có nói về kinh gì mà kinh im lặng. Tiệm vào kinh Oai Nghi, cái đức của Phật mà nói. Có nghĩa là khi Đức Phật còn người nên bây giờ bỏ năm anh em thì đường như bỏ xuống Varanasi đó, từ Bồ Đề Đàm Tràng nó Varanasi tới 150 cây số theo đường chim bay đó. Bây giờ tới đó, bây giờ mấy anh này không có ăn nào, nhưng mà Đức Phật chứng thánh đạo là đổ ai trước chưa đổ thầy mình trước. Từ đây mình bài học là quý vị từ bài học thương Phật lắm, thương ai? Thương ông thầy mình, ông nghĩa lắm. Tình thầy cho mà bỏ đâu được. Phật học 6 năm này nè, 6 năm mà ham này vậy nè,
Ananda là út đầu nó có đây đó, hai ông thầy đó, hai ông thầy đó, ông thầy năm ông Ananda là dạy người gì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hết rồi, học qua được tứ thiền rồi đó mà không có thấy gì giải thoát cũng tự an vui hết. Mà tìm ông út đầu nó có dạy không có vị sứ, thứ quân sứ, vô sứ, thứ phi phi tưởng sứ nữa cũng không được gì cả. Rồi nó nói cái này cần con ăn thực phật của tự tìm ra con đường. Rồi bây giờ khi mình chứng thành đạo rồi đó, rồi tìm ai? Tìm thầy chứ. Qua đây mình thấy thương 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 Phật. Phật tiêu cũng bán thầy này trước độ thầy. Mà Phật thấy cái ồ ông này chết đâu phải có 77 năm. Rồi ông này ông mới chết có 7 tuần rồi, có mấy tuần rồi. Bây giờ tôi độ ai? Độ bản mình. Thầy mất rồi, cái độ Phật. Mà quý vị sẽ thấy là Phật nói trong kinh nói thật sự là cảm động lắm. Giáo pháp cao siêu này đó, không nói cho thầy ta được. Thì thầy ta dù có chứng thi thì quả thì phi phi tướng sứ cũng xong là hết phước, nó đọa lạc làm con nọ cũng vậy thôi. Rõ ràng thấy thương Phật không? Thương Phật cũng thương thầy mình. Rõ ràng xưa là làm thái tử là đạo thầy mình không? Thầy mình với ai nữa vậy? Mình dạy vô phi phi gì tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, rồi không vô vị sứ nào rồi.